được đồng hành cùng những sự kiện tại khu chung cư 88 Láng Hạ. Tiếp theo mời bạn Hoàng Vân Hà, B12A03 13 tuổi, giải nhất môn bóng rổ lớp 6-7-8 quận, cấp quận năm 2016-2017, đạt giải nhất tại 400m nữ lứa tuổi 12-13. Môn điền kinh giải thể thao học sinh cấp quận năm 2016-2017. Là một cái dịp để gắn kết tình cảm của và tiếp theo xin mời bạn Quách Hoàng Nhi 13 tuổi, căn hộ B2901, đạt giải nhất tất cả những gian hàng group 2 trong khu trên 2017 Pháp. 88 Láng Hạ các bạn nhé. Vâng, những ngày này chúng ta đều dễ dàng cảm nhận không khí trung thu ở khắp mọi nơi. Và tại Sky City cũng vậy, trước sự kiện hôm nay, các ông bố, bà mẹ và các con đã dành không ít thời gian để chuẩn bị. Đã có rất nhiều giọt mồ hôi rơi, nhưng điều cuối cùng đọng lại vẫn là những nụ cười. Và xung quanh tôi lúc này, đâu đâu cũng thấy những gương mặt rạng rỡ, vui tươi. Mặc dù được tổ chức thường niên, nhưng lễ trung thu năm nào cũng được đợi chờ háo hức. Có những niềm vui bình dị như vậy, rất quen thuộc như vậy, cũng giống như mỗi chúng ta lớn lên rồi vẫn không thể nào quên được kỷ niệm về những trung thu thời thơ ấu. Chương trình Trung thu Sky City đã diễn ra từ buổi chiều với 8 gian hàng ẩm thực, giới thiệu món ăn do các bố mẹ tự nấu. Rõ ràng dù bận rộn, các bố các mẹ đã ngày càng đầu tư thời gian hơn cho con cái của mình và sự gắn kết các thành viên trong gia đình mình nói riêng và trong cả cộng đồng cư dân Sky City nói chung. Điều đó khiến chúng tôi hiểu tại sao cộng đồng cư dân nơi đây lại ngày càng gắn kết như vậy. Sân khấu sẽ thuộc về các em nhỏ. Có những em lần đầu đứng trên sân khấu còn ngại ngùng bẽ lẽn, có em đã tham gia từ những năm trước, năm nay tiếp tục tham gia. Đôi khi đây chính là giây phút các bố mẹ có cơ hội nhìn thấy các em bé của chúng ta đã lớn lên như thế nào, trưởng thành ra sao sau một năm với nhiều trải nghiệm. Tôi tin rằng trung thu ở Sky City năm nay cũng như các năm khác, cũng như trung thu ở bất kỳ đâu, có thể chương trình khác nhau, tiết mục khác nhau, nhưng sẽ luôn gặp nhau ở một điểm, đó chính là niềm vui, sự háo hức của những người tham dự. Chúng ta hãy cùng nhau giữ mãi những niềm vui rất quen mà lạ này nhé. Xin chào và hẹn gặp lại các quý vị trong những dịp tiếp theo khi chúng ta lại cùng nhau chia sẻ những niềm vui mới.